Các bạn thân mến, tin tức Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam nâng cấp quan hệ hai nước Việt-Mỹ lên tầm chiến lược toàn diện đã được hàng loạt trang báo và đài truyền hình quốc tế đưa tin. Những thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè trên khắp thế giới. Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ thương mại và đầu tư song phương đang phát triển và tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang nóng lên ở Biển Đông. Theo nhiều chuyên gia nhận định, chính phủ Mỹ đang thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ hy vọng Việt Nam sẽ đóng vai trò lớn hơn. Việt Nam hy vọng đạt được những sự phát triển riêng của mình bằng cách tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế thương mại và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại nhiều điều kiện khác biệt và mâu thuẫn khó giải quyết, ít nhất là trong ngắn hạn. Trước hết, hai bên có nhiều khác biệt về hệ thống chính trị, tư tưởng và các khía cạnh khác. Thứ hai là khi cuộc bầu cử mới của Hoa Kỳ đến gần, nền chính trị trong nước của Hoa Kỳ có thể sẽ thay đổi, dẫn đến sự nghi ngờ về tính liên tục của các chính sách của nước này. Nếu một vị Tổng thống Mỹ khác đắc cử, thì những chính sách đối ngoại của Mỹ có thể sẽ thay đổi mạnh mẽ. Hơn nữa, Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng 4K là Việt Nam không cho nước nào đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong mối quan hệ quốc tế. Vậy nên Việt Nam sẽ không hoàn toàn đứng về phía Mỹ trong ngoại giao và các lĩnh vực khác. Trong khi nâng cấp song phương với Mỹ, Việt Nam cũng sẽ tránh gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam luôn thực hiện chính sách ngoại giao cây tre, vừa đấu tranh vừa hợp tác, không thiên về bất cứ bên nào. Tuy nhiên, nhiều bản tin của Mỹ hay nhiều bài báo của Trung Quốc bơm đều rằng Mỹ đang lợi dụng Việt Nam để chống Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta hãy tỉnh táo khi nghe những thông tin như vậy nhé! Quay trở lại với chủ đề chính, bây giờ chúng ta cùng nghe xem dân mạng quốc tế có cái nhìn như thế nào về sự kiện này, đặc biệt là người dân Mỹ. Đó là một động thái tuyệt vời của Tổng thống. Tôi đã ở Việt Nam cách đây vài năm. Người dân Việt Nam thật tuyệt vời. Đất nước đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc kể từ sau chiến tranh. Nghĩ mà xem, nếu họ công nhận Việt Nam từ những năm 50-60 thay vì ủng hộ Pháp, thì đó sẽ là một nền dân chủ và không có chiến tranh kéo dài 20 năm và 60.000 người chết, chưa kể hàng triệu người Việt Nam đã chết. Tôi đã đến Việt Nam. Đất nước này thật tuyệt vời. Nơi tuyệt vời không có sự thù địch, chỉ có những con người tuyệt vời, ẩm thực tuyệt vời và đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Người dân Mỹ bình thường không được hưởng lợi gì từ chuyến thăm của Biden. Đó là bởi vì Việt Nam có lẽ đã nói với Biden rằng Việt Nam sẽ sẵn sàng sản xuất hàng hóa cần thiết cho người Mỹ với giá rẻ hơn nhiều. Nếu Biden đồng ý với đề xuất như vậy, tất cả CEO của các công ty lớn sẽ đứng dậy và bắt đầu đầu tư vào Việt Nam để đẩy mạnh sản xuất hàng loạt. Họ sẽ xây dựng nhà máy ở đó, không phải ở Mỹ, sau đó xuất khẩu thành phẩm trở lại Mỹ và cuối cùng bán thu lợi nhuận khổng lồ. Đó là cách mà loại chuyến thăm này diễn ra, chỉ để các công ty lớn được hưởng lợi nhiều hơn. Điều này cũng tương tự với Trung Quốc nhiều năm trước. Trước Trung Quốc là Hàn Quốc và Nhật Bản. Cái gọi là tình hữu nghị hay liên minh giữa Việt Nam và Mỹ này sẽ không tồn tại được lâu. Vì một thực tế đơn giản là Việt Nam ưu tiên quan hệ với Trung Quốc hơn Mỹ. Trung Quốc vẫn có ảnh hưởng và ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa. Đó là sự thật và thực tế là như vậy. Tình bạn, đúng. Liên minh, không. Khi hàng xóm của bạn là một kẻ bắt nạt to lớn, bạn học cách đi theo ranh giới tốt đẹp giữa các siêu cường. Việt Nam có đường biên giới đất liền dài với Trung Quốc và không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự như Ukraine khi tiến quá gần phương Tây. Nga chắc chắn là một kẻ xâm lược. Nhưng ít nhất, Việt Nam không muốn đưa ra lý do tương tự cho Trung Quốc. Mặt khác, Việt Nam cũng không muốn giống Triều Tiên, hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, nên tìm kiếm mối quan hệ ngoại giao với các nước khác, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ và bây giờ là Mỹ, ở mức cao nhất, một mức độ quan hệ ngoại giao giống như Nga và Trung Quốc. Có nghĩa là người nộp thuế ở Mỹ sẽ gửi rất nhiều tiền về Việt Nam. Sau đó, rất nhiều cơ sở quân sự, tên lửa trên đất Việt Nam, giống như đã làm ở Philippines, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm duy trì bầu không khí hòa bình trong khu vực. Và những năm 1960, Liên Xô đã cố gắng duy trì khí hậu hòa bình ở Caribe bằng cách cố gắng lắp đặt tên lửa tầm trung trên quê hương Cuba. Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines đều đã tuyên bố dứt khoát không với bất kỳ sự ủng hộ nào đối với Mỹ trong cuộc chiến với Trung Quốc. Họ không coi Đài Loan đáng để chiến đấu. Người Việt Nam đã nhượng bộ sau 20 năm cấm vận, nhưng tôi không nghĩ đó là tình yêu đích thực. Chúng ta đã giết 3 triệu người của họ,
và đó chỉ là ước tính của Mỹ chứ không phải của Việt Nam. Người Mỹ chúng tôi có rất nhiều điều phải chuộc lỗi trong quá khứ. Tôi hy vọng người dân Việt Nam sẽ thịnh vượng nhờ thỏa thuận này. Nếu chúng ta đọc tuyên ngôn độc lập của Việt Nam, thì rõ ràng hai dân tộc chúng ta có bao nhiêu điểm chung ngoài sai lầm khủng khiếp là chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam đã xảy ra từ rất lâu rồi. Đã đến lúc một thỏa thuận như thế này diễn ra, giữ mối hận thù với cả hai bên là điều nực cười. Nó sẽ giống như việc ôm mối hận thù với Đức vì hành động của họ trong cả hai cuộc thế chiến. Thật nực cười sau bao nhiêu năm. Việt Nam, vị trí chiến lược của khu vực châu Á, là nơi thuận lợi để kinh doanh, đặc biệt là xây dựng nhà máy. Đây cũng là nơi thích hợp cho các cuộc chiến ủy nhiệm và căn cứ quân sự trong tương lai. Không có quốc gia nào, dù Mỹ hay bất kỳ quốc gia nước ngoài nào, có thể đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. Khoảng vài năm một lần, quân đội Việt Nam lại ra một sách trắng nêu rõ nguyên tắc 4-0. Một trong những nguyên tắc đó là Việt Nam không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác. Người Việt Nam tràn ngán chiến tranh ủy nhiệm, tranh giành của các siêu cường Mỹ với Liên Xô, Liên Xô với Trung Quốc. Tôi hiểu rằng Việt Nam vẫn đang đau đầu về việc Trung Quốc xâm lược và chiếm đất của họ. Đừng đổ lỗi cho họ nhé. Thật tốt là tình bạn giữa cả hai đã trở nên sâu sắc hơn, tương tự như Nhật Bản và Đức. Nhiều điều tuyệt vời đang đến với Việt Nam. Họ là một quốc gia chăm chỉ và hiểu thị trường toàn cầu. Tôi vô cùng vui mừng khi biết tin này. Việt Nam thật tuyệt vời và đang phát triển ổn định. Hoa Kỳ cần rời xa Trung Quốc. Tôi thực sự mong đợi mối quan hệ kinh tế này. Chẳng phải nghịch lý là Trung Quốc đã giúp Việt Nam đánh bại Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và bây giờ họ lại liên minh chống lại Trung Quốc. Một số bối cảnh lịch sử, Việt Nam lại có cuộc chiến tranh khác với các nước láng giềng Campuchia không lâu sau khi Mỹ rời đi. Mặc dù các quốc gia cộng sản vào thời điểm này có chung một kẻ thù, nhưng không phải tất cả họ đều là bạn bè. Liên Xô ủng hộ Việt Cộng, trong khi Trung Quốc ủng hộ Campuchia, và kể từ đó quan hệ giữa họ không mấy tốt đẹp. Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức trong mối quan hệ quốc tế do thiếu quyền lực mềm. Ba quốc gia nho giáo là Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, mặc dù có những điểm tương đồng về văn hóa, nhưng lại có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc. Để xây dựng các liên minh mạnh mẽ hơn, điều cần thiết là Trung Quốc phải áp dụng lập trường ít hung hăng hơn và tránh hành động chỉ dựa vào quy mô và sức mạnh cứng của mình. Khả năng trau dồi sức mạnh mềm là rất quan trọng vì nó rất quan trọng để thu hút tình bạn quốc tế. Trung Quốc cần ngừng bắt nạt các nước nhỏ hơn và đối xử tốt với họ và hy vọng họ có thể có được một số người bạn bè. Hiện tại, tôi không biết làm thế nào Trung Quốc có thể cạnh tranh với Mỹ, với các đồng minh như Pakistan và Campuchia. Ngành công nghiệp ô tô và hàng hải phải được ưu tiên ở Việt Nam để hợp tác chiến lược và phục vụ lợi ích của khu vực ASEAN. Việt Nam cần sự giúp đỡ của Mỹ để tiếp cận công nghiệp, công nghệ cao và Internet tốc độ cao cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nếu không mọi sự giúp đỡ của Mỹ đều vô ích. Tôi thích điều này. Đầu tiên là Nhật Bản và bây giờ là Việt Nam. Ngoài ra, Trung Quốc đã từng bị Việt Nam đánh bại. Đừng bao giờ có ý định xâm chiếm Việt Nam. Tôi mang hai quốc tịch Anh và Mỹ đã đến Việt Nam vào tháng 12 năm 2013. Tôi mong Tổng thống Biden xin lỗi về hành động diệt chủng của người Mỹ đối với người Việt Nam và vụ đầu độc chất độc màu da cam ở Việt Nam vẫn gây ra dị tật bẩm sinh và ung thư cho người Việt Nam. Tất nhiên, anh ta sẽ không thừa nhận tội ác và sai lầm của mình vì đó không phải là cách làm của người Mỹ. Việt Nam muốn giành lấy một số doanh nghiệp bán sản xuất rời khỏi Đài Loan. Để làm được điều đó, họ phải chơi một trò chơi nguy hiểm và hỗ trợ các lợi ích chiến lược của Mỹ ở Biển Đông, nơi mà người Trung Quốc gọi là ao của họ. Sẽ không khôn ngoan nếu Mỹ tạo ra sự phụ thuộc khác giống như Đài Loan ở khu vực lân cận của Trung Quốc. Nếu bạn muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng, có nhiều điểm đến an toàn hơn, còn châu Phi và châu Mỹ Latin thì sao? Chúng ta có Cuba chết đói dưới lệnh cấm vận nghiêm ngặt, vậy mà Việt Nam lại bị đối xử như thể tất cả đã bị lãng quên. Cuba không giết 58.000 lính Mỹ, nhưng chúng ta lại cô lập họ, không thể sử dụng hệ thống ngân hàng và không thể mua bán dễ dàng với các nước khác. Trên đây là một vài bình luận của cư dân mạng quốc tế.
Có thể thấy họ nhắc đến lịch sử và chính trị nhiều hơn kinh tế trong sự kiện này. Một số người còn mang thù hộ Việt Nam, trong khi người dân Việt Nam không ghi hận, chỉ muốn phát triển kinh tế. Còn các bạn thấy những phản ứng trên của dân mạng quốc tế như thế nào? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.